nhà anh chị nhé. Cẩn thận nước à. Gì đấy? Ở nhà trong nhà anh chị nhé. Bây giờ Bi ở nhà trong nhà. Chị có việc xíu. Nhé. Nhé. Nhờ Bi một chút. Bi nhà trong nhà chị nhé. Ừ. Đồng ý nhé. Ở nhà trong nhà anh chị nhé. Cẩn thận nước à. Gì đấy? Ở nhà trong nhà anh chị nhé. Bây giờ Bi ở nhà trong nhà. Chị có việc xíu. Nhé. Nhé. Nhờ Bi một chút. Chị đi chiếu một chút chị về. Ừ. Bi ở nhà trong nhà chị nhé. Ừ. Đồng ý nhé. Để chị đi việc. Đi xíu chị về. Ừ. Nhé. Ở nhà chơi ngoan nhé. Không, không chơi nguy hiểm đâu. Nhớ chưa? Ừ. Chơi xung quanh gần đây, không đi ra khỏi nhà nhé. Ừ. Ừ. Chị vào chị lấy đồ đi nhé. Đi làm gì? Ừ. Sao? Hả? Không đi ở nhà hả? Ừ. Ôi, vào nhà đi. Vào nhà nhá. Không đi được. Chị đi xíu chị về thôi. Đi vào nhà đi, cầm ba lô vào. Cầm ba lô, vào nhà đi. Vào nhà nhá. Đây trong nhà chị nhé. Đi vào nhà đi. Vào trong nhà chơi. Không được đi đâu nha. Được chưa? Vào nhà đi nhá. Vào trong nhà đi nhá. Vào hẳn đi, vào hẳn phòng. Ôi. Đi à? Bi muốn đi à? Đi vào nhà đi, cầm ba lô vào nhà cất đi. Chị đi công việc mà. Đi. Vào nhà đi. Cầm ba lô vào phòng cất, xong rồi chơi trong phòng ấy. Trời ơi, đi à? Trời ơi, cầm ba lô như sếp thế. Thôi vào nhà đi. Nhà đi ta. Đi. Đi vào phòng đi, vào trong nhà. Đi ơi. Chạy thế làm gì? Chị không đi bộ đâu. Trời ơi. Mở cổng á? Bi có tự đi được đâu rồi mở cổng. Em mở nhá, mở cho nhá. Không còn dám đi không nhá. Mở cổng ra. À, thế chị lấy xe chị đi đây. Đi không được đi đâu. Hey.
Nó muốn đi. Nó muốn đi cùng gì à? Ra đây, vẫn muốn đi cùng à? À Bi, không thích ở nhà một mình à? Ok, đi nha. Đi nha. Mọi người ơi, nãy giờ là mình định treo Bibi một xíu. Nhưng mà không ngờ là Bibi vẫn muốn đi cùng, theo đến tận cùng luôn. Thế bây giờ mình sẽ đưa Bibi đi chơi nhé. Ok. Để ba lô vào đi nhé. Nào, đây chị đeo ba lô cho. Bên này nữa, bên này nữa. Đấy, giờ chị đưa đi. Lâu rồi mình hai chị em mình đi chơi. Chơi nữa. Ồ, đi nhé, đi nhé. Ồ, ồ, ồ. Thích không? Đi nhé, đi nhé. Ngồi đây. Lên, lên xem. Thích ngồi đây. Ngồi đây. Ừ, đi rồi. Đi thích à? Đi đủ nhanh được à? Bỏ vỏ ở đây nè. Đây, chị nhận ra đi. Này. Chị đang pha nước uống. Uống nước. Từ từ đi. Đấy. Chờ nhé.
Đi không nhận được đâu, đi nhận một cái xác đây. Đó nào. Từ từ. Nhận từng viên một. Nhận đi chị, lại cái cao hơn ơi. Đây. Đây. Đây mà. Hết rồi. Như nhà lớn thời thiếu người ta mang nước ra sao nè. Đâu rồi, cho đi thắng cảnh không, đây nhiều cây, đi lên đây Bi. Bi ơi. Bi. Xong người ta mang nước ra sao? Ok. Chấm được từ mini. Đây. Từ hạt 1 được lấy rồi. Chọn đây, hạt nào? 1 hạt đâu? Đây, dùng thìa múc ra. Đây. Ấy này khó hết nhỉ. Được chưa? Thích cái này hơn à? Cái này có đá. Nó vừa vừa thôi, cam đi.
Mình canh đi. Cái này có đá đó. Ừ. Nó đi rồi đi kìa. Ủa đi vậy? Đá lại đấy. Chị không đá cái đi rồi kìa. Đây. Đấy chị cởi cái này được rồi. Ừ, đây, đây. Ủa đi. Ủa đi mà. Đây. Là bìm sao lại hết thì cũng có tao bị. Hãy gần đây nha. Đấy, đây, đây. Kịp kịp. Đây. Ăn đi. Bì. Đây. Yeah. Đi ăn nữa à? Ủa đấy. Dính tay bẩn. Uống nó đi. Đây. Uống thử nước dừa. Uống nhiều viêm họng đấy. Uống ít thôi. Có đá. Uống thử đủ các vị à. Nha. Viêm họng. Đau họng đấy. Đi uống cái đi. Đây. Nước này không đá đây. Đây. Uống đi. Đây mình bóc rồi. Cứng lắm. Cắn đi nha. Cắn đi lau miệng nha. Hả? Lau miệng, lau miệng cùng. Lạnh chị bà rồi, cái này có đá. Uống đâu được. Uống đi. Thôi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống ăn một dưa này. Đá. Không tốt đâu. Sao chị gọi nhé. Sao chị gọi nước rửa cho.
chị cảm thấy không thích uống sữa. Cảm ơn em. Không phải em đang đứng. Rồi về chị tính tiền đi về, xong đi chợ nấu ăn nhé. Đúng đi. Đúng nó đi. Xong chưa ạ? Rồi đi mua, đi chợ mua đồ ăn nấu ăn cho đi. Xong chưa? À xong chưa tính tiền. Anh ơi cho em tính tiền rồi. Không muốn nữa đây thôi nha. Uống đi. Đi rồi uống thôi. Cánh cánh cánh. Từ 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 từ. Tính tiền nào về. Chúng đây. Tính tiền ạ. Chưa lấy tiền nhé, tiền trả lại. Để lấy đi bao lâu cho Bi nhỉ? Bi ơi, ui, đi bao lâu? Hết rồi, nó hết rồi, đấy còn cặn. Không sao, đi tiếp. Bao lâu? Bao lâu rồi đi về? Hôm nay Bi muốn ăn gì? Chị mua nấu ăn cho. Hết rồi, cho Bi chút tiền này nhá. Khi nào Bi muốn đi mua gì, mua bánh, mua kẹo gì thì mua nhé. Đấy thì đeo vào. Một bên nữa. Đây xong rồi. Nào. Đi bao lâu đi về chứ. Đi về. Bé à? Chích bé à? Bé nhé.